Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua giải quyết bài toán vàng. Thì trong chương này bài toán vàng của mình sẽ là cái gì các bạn? Sẽ đi tìm cái gì? Như vậy trong bài toán vàng các bạn sẽ đi tìm cho thầy là ấn lực hay còn gọi là lực dọc. Nhớ nha, ấn lực hay còn gọi là lực dọc âm thanh. Đó là mình sẽ đi tìm đề, các bạn đọc sẽ thấy là nó sẽ có yêu cầu là đi tìm ấn lực hoặc gọi là lực dọc xuất hiện trong thanh. Thì đối với các bài toán vàng này làm sao để phân biệt được với những bài toán khác là các bạn sẽ thấy là lực của chúng ta chỉ tác dụng ngay tại nút. Đây, các bạn thấy cái cầu thép này không? Đó, như vậy cái cầu thép này là giữa, đây là bài toán vàng. Như vậy là giữa các thanh nối lại với nhau thì người ta thông qua những cái màu vàng này, các bạn thấy màu vàng này chưa? Thì đối với lại cái này thì người ta gọi là bảng mã ha. Thì trong bài toán mình sẽ mô hình hóa đưa về nút, gọi là nút. Thì nhờ bài toán vàng của mình lực chỉ, các bạn thấy không, lót nè, những cái mũi tên màu đỏ này này, các bạn thấy nó chỉ tác dụng ngay tại nút thôi đó. Như vậy trong bài toán vàng thì khi các bạn giải thì một bài toán vàng như vậy sẽ có thanh chịu kéo và thanh chịu nén. Thì nhiệm vụ của chúng ta phải xác định ra được là thanh nào kéo, thanh nào là chịu nén nha. Như vậy thanh kéo và thanh nén á, thì cách làm nó như thế nào thì vào một cái bài giải, phương pháp giải thì thầy sẽ cho vào các bạn rõ cụ thể phía sau nha. Rồi, như vậy các bạn ghi giùm cho thầy nha. Ứng lực hay còn gọi là lực dọc là lực xuất hiện trong thanh. Được chưa? Lực xuất hiện trong thanh. Rồi, bấy nhiêu là đủ. Bây giờ chúng ta qua đây, cách phân tích ứng lực dọc trong thanh nha. Và như vậy trong bài toán vàng phẳng của mình thì bài toán đi tìm ứng lực trong thanh người ta ký hiệu là chữ N. Nhớ giùm cho thầy là chữ N nha, là lực dọc trong thanh. Thì đối với là có phương là xuất hiện nó sẽ dọc theo thanh, và có chiều là hướng ra khỏi nút hoặc là hướng ra khỏi mặt cắt. Các bạn nhớ nhớ giùm cho thầy, mình cứ quy ước chiều là có chiều hướng ra khỏi nút hoặc là có chiều hướng ra khỏi mặt cắt nha, có chiều hướng ra khỏi nút hoặc hướng ra khỏi mặt cắt. Và khi tính ứng lực á mà mình ra dấu dương thì mình sẽ kết luận giùm cho thầy là thanh đó là thanh chịu kéo, còn khi tính ứng lực mà ra dấu âm thì mình sẽ kết luận thanh đó là thanh chịu nén. À, như vậy nhớ giùm cho thầy điều này, hai cái điều này rất quan trọng để mình kết luận. Tính ra dấu dương thì mình kết luận thanh đó là thanh chịu kéo, mà tính ra dấu âm thì mình kết luận thanh đó là thanh chịu nén. Về phương pháp giải bài toán vàng thì các bạn sẽ có hai phương pháp giải. Phương pháp giải thứ nhất đó là mình sẽ dùng bài toán và phương pháp tách nút. À, phương pháp thứ nhất là các bạn sẽ dùng phương pháp tách nút, hoặc phương pháp thứ hai là mình sẽ dùng phương pháp mặt cắt nha, một trong hai phương pháp này. Tuy nhiên thì nếu như giải từ đầu đến cuối mà thuần túy một phương pháp thôi á thì nó rất là khó khăn các bạn, giải đều ra được hết nhưng mà rất là khó khăn, các bạn hiểu không, nó dài. Còn nếu như các bạn vận dụng được linh hoạt giữa hai phương pháp này với nhau trong cùng một bài toán thì chúng ta sẽ làm rất nhanh, các bạn hiểu ý chưa, là vừa có tách nút mà vừa có mặt cắt luôn. Thì tùy theo tình huống của bài toán mà chúng ta vận dụng linh hoạt hai phương pháp này. Còn bạn nào mà cảm thấy bây giờ em dùng vận dụng giữa hai phương pháp này nó khó quá thì các bạn cứ dùng cho thầy thuần túy một phương pháp luôn, đó là phương pháp tách nút hoặc là phương pháp mặt cắt, tùy các bạn, được chưa? Rồi, như vậy là các bạn chép cho thầy cái này vào.
Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mà phương pháp giải quyết bài toán. Đây. Rồi, như vậy bài toán này chúng ta sẽ giải các bước như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ trình bày cho thầy là hóa rắn cơ hệ. Bước thứ hai, các bạn viết cho thầy phương trình cân bằng và giải. Nha, bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tiến hành viết phương trình cân bằng và giải. Và viết phương trình ở đây chúng ta sẽ vẫn như cũ, đó là các bạn sẽ viết tổng moment đối với một điểm bằng không, tổng lực theo phương y và tổng lực theo phương x. Lưu ý dùm cho thầy nè, vì chúng ta đang học là môn cơ học xây dựng hoặc là sức bền đúng không? Cho nên là thầy đã toàn bộ sửa lại dấu quy ước dấu của moment, cái biểu thức moment này là quay cùng chiều dấu dương, quay ngược chiều dấu âm, được chưa? Còn những bạn nào mà học trong cơ lý thuyết á, cơ kỹ thuật á, thì thầy lại quy ước ngược lại là quay ngược chiều kim đồng hồ mới là dấu dương. Cho nên là vì sao thầy lại sửa cái quy ước này, sửa cái quy ước này để cho chúng ta là thống nhất từ đầu tới cuối cái phần vẽ biểu đồ nội lực. Cho nên là thầy mới sửa cái quy ước lại lấy dấu moment. À, cho nên là nhiều bạn mà coi cái video mà sao tự nhiên thấy cái bài toán vàng bên kia thầy quay ngược chiều kim đồng hồ là dấu dương, còn đối với các bạn đang học môn cơ học xây dựng hoặc môn sức bền á thì lại quay cùng chiều kim đồng hồ lại là dấu dương, là như vậy nha. Tại vì thầy muốn quy ước sửa lại dấu để cho nó thống nhất từ đầu tới cuối xuyên suốt luôn. Làm khi mình vẽ biểu đồ nội lực đúng không? Quy ước moment là quay cùng chiều là dấu dương mà quay ngược chiều là dấu âm, đúng chưa? Cho nên là từ đó về sau, cho nên là khi mà các bạn học qua cái môn này thì thầy đã quy ước dấu lại, quay đổi dấu thôi, chứ không có ảnh hưởng gì đến kết quả của các bạn hết á. Nha, cái đó là về mặt quy ước. Được chưa? Cho nên là nhiều bạn là coi cái video là bài coi video là cơ kỹ thuật hoặc cơ lý thuyết, ủa sao tự nhiên là thầy quy ước là quay ngược chiều kim đồng hồ qua bên đây rồi em là quay cùng chiều là dấu dương. Cho nên là nó mâu thuẫn. Đó, nhiều bạn thấy nó mâu thuẫn là thấy rối. Cho nên là các bạn nhớ dùm cho thầy, không ảnh hưởng gì hết. Các bạn chỉ cần nhớ, đối với mình đang học môn học này thì cứ quy ước cho thầy cùng chiều là dấu dương, được chưa? Ngược chiều là dấu âm, vậy thôi. Rồi. Còn tổng lực theo phương x, phương y thì không có gì thay đổi. Rồi, nha, nhớ dùm cho thầy bước 1, bước 2. Sau khi hoàn thành xong bước 2, tức là viết phương trình cân bằng và giải, tìm ra được phản lực liên kết ở ba phương trình này nè. Thì bước tiếp theo, thông thường là chúng ta sẽ dùng phương pháp mặt cắt. Nha. Thông thường chúng ta sẽ dùng phương pháp mặt cắt cho nó nhanh. Rồi, lưu ý dùm cho thầy là khi cắt là mình sẽ phải có quy luật cắt, chứ không phải muốn cắt sao cắt. Nhớ là mình sẽ cắt cái hệ vàng tối đa chỉ được 3 thanh thôi. Đi qua 3 thanh thôi, nhớ cho thầy nha. Tối đa chỉ được 3 thanh, không được vượt quá 3 thanh. Được chưa? Khi cắt qua thanh và cắt như thế nào, chúng ta cần phải cố gắng cắt qua thanh mà đề nó yêu cầu đi tìm ấn lực á. Chứ đừng có cắt nhận qua những cái thanh mà đề nó không yêu cầu tìm ấn lực, nó vô nghĩa, các bạn hiểu ý không? Mình phải đi cắt qua cái thanh mà đi tìm ấn lực. Rồi, khi cắt xong thì chúng ta sẽ viết phương trình cân bằng. Thì cái này, tí nữa thầy sẽ nói cái viết phương trình cân bằng, mình cần viết bao nhiêu phương trình cân bằng nha. Thì trong viết phương trình cân bằng ở đây lưu ý dùm cho thầy cái duy nhất là lấy moment này, viết phương trình cân bằng moment. Tại vì phương trình cân bằng moment chúng ta phải biết cách lấy đối với điểm nào để giải nó thuận tiện, nó dễ nhất. Chứ mà chúng ta lấy ngẫu nhiên, random, thì có khi chúng ta giải nó rất là khó. Các bạn hiểu ý không? Đó, cho nên là chúng ta lấy viết phương trình cân bằng moment chúng ta cũng phải biết lựa cái điểm nào mà lấy nha. Thì ở đây thầy cũng đã gợi ý cho các bạn cái dòng chữ màu đỏ này. Đó chính là lấy đối với điểm có chứa ấn lực giao nhau. Nhớ giùm thầy, lấy đối với những điểm, điểm nào mà có chứa ấn lực giao nhau là ký hiệu chữ gì các bạn? Chữ N. Được không? Rồi. Rồi, như vậy là bước 1, bước 2, bước 3. Sau khi như vậy là thầy sẽ minh họa cụ thể ở bước này như sau. Đây. Thì lấy cái phương trình cân bằng moment này đối với ấn lực giao nhau là gì nè. Ví dụ như cái hình này các bạn thấy có chữ N không? NEF và NBE này. Đó, đây là gọi là những cái ấn lực nè, hay còn gọi là lực dọc. Được chưa? NBC này cũng là ấn lực nè. Như vậy bài này chúng ta có thể lấy những điểm moment như sau. Các bạn thấy có cùng chữ E không? NEF và NEB và NBE, như vậy nó cùng chữ E, có nghĩa là hai cái ấn lực màu đỏ này nó cắt nhau tại điểm E. Các bạn hiểu không? Có cùng một điểm chung thì nó sẽ giao cắt nhau tại điểm đó.
Như vậy nó sẽ cắt nhau tại điểm E. Tương tự như vậy, NBE và NBC thì nó giao cắt nhau tại đâu? Thấy cùng điểm chung là chữ B không? Thì nó sẽ cắt nhau tại điểm B. Được chưa? Như vậy bài toán này các bạn có thể lấy tổng moment đối với điểm E cũng được, hoặc là lấy tổng moment đối với điểm B cũng được. À, tại vì nó có ứng lực giao nhau thì mình lấy đối với những điểm này thì giải nó sẽ dễ hơn. Được chưa? Đó, cho nên là các bạn cần phải hiểu được cái này. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tánh nút. Thì phương pháp tánh nút này, khi đi tính ứng lực đối với thông thường thì gợi ý luôn là thông thường đối với những đi tìm ứng lực của những mà thanh thẳng đứng á, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp tách nút nó lẹ hơn. Chỉ vậy thôi chứ không gì hết. Còn không thì chúng ta dùng phương pháp ba cắt tùy các bạn nha. Và nhớ dùm cho thầy, đối với phương tách nút á, thì trong các bước tách nút thì mình sẽ đi tiến hành xét cân bằng ngay tại nút đó. Nhớ nút đó có liên kết bao nhiêu thanh, có bao nhiêu lực tại nút đó, nhớ là tại nút đó thì mình mới đi tiến hành xét cân bằng cho nút đó thôi. Được chưa? Và một nút thì nó phải có thanh kéo, thanh nén, các bạn cần lưu ý dùm cho thầy. Rồi, biết hai phương trình cân bằng và giải. Ở đây không có phương trình cân bằng moment. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đi tiến hành mà xét cân bằng ngay tại nút á, hệ lực của mình toàn bộ là đồng quy, tức là khi là không có cánh tay đòn, mà không có cánh tay đòn thì nó sẽ không có phương trình moment, mà nó chỉ có hai phương trình, đó là tổng lực theo phương y và tổng lực theo phương x. Nhớ chưa? Rồi, như vậy các bạn chép nhanh cái này vào, thầy sẽ đi vào lấy ví dụ cụ thể số 1 cho các bạn hình dung được cách làm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ 1. Ví dụ bài này, cho hệ dàn chịu lực như hình vẽ, tính ứng lực cho thanh AB, BC, BG và DE. Được chưa? Đó. Cho hệ dàn chịu lực như hình vẽ nha. Để yêu cầu là tính ứng lực cho thanh AB, BC, BG và DE. Rồi, như vậy để đi tìm ứng lực cho bốn thanh này, thì bây giờ các bạn thấy cái cơ hệ của mình nè. Đó, đây là cái hệ dạng. Như vậy đầu tiên các bạn sẽ hóa rắn cái hệ dạng này, coi cái hệ dạng này là một vật rắn tuyệt đối. Như vậy ngay tại A chính là, sau đó các bạn sẽ đi giải phóng liên kết. Thì giải phóng liên kết ở đây chúng ta chỉ giải phóng liên kết cho gối A và gối D thôi đúng không? Ở đây nó chỉ có hai liên kết thôi, đó là gối A là gối cố định, gối D là gối di động. Như vậy ở đây chúng ta hiểu được cách làm ha. Rồi, bây giờ các bạn vẽ nhanh cái hệ dạng này, thầy sẽ đi vào lời giải chi tiết. Bắt đầu, bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết nha. Như vậy các bạn sẽ trình bày đúng theo trình tự của phương pháp giải. Đó chính là giải phóng hóa rắn hệ dạng.
mình phải hóa rắn nó đi, coi nó là một vật rắn tuyệt đối, được chưa? Rồi trình bày câu này ra. Sau đó bước thứ hai là gì các bạn? Mình sẽ đi tiến hành giải phóng liên kết, đúng không? Trong bước hóa rắn thì mình sẽ đi tiến hành giải phóng liên kết. Như vậy thầy sẽ cho là bước 2, giải phóng liên kết cho cái hệ dạng này. Thì các bạn biết rồi, như vậy hệ dạng này của chúng ta sẽ bỏ cái liên kết ra. Nhớ là giải phóng liên kết, nhiều bạn cái sai lầm á là vẫn còn vẽ lại cái gối cố định vào đây. Khi mà chúng ta đã giải phóng liên kết là đã thay thế cái liên kết đó bằng phản lực vào, thì không còn liên kết gối gì đâu đây nữa. Các bạn hiểu ý thầy không? Được chưa? Cho nên là nhiều bạn hay hiểu nhầm cái chỗ đó lắm nha. Chúng ta không còn liên kết nữa, đã giải phóng đó rồi mà. Đó, như vậy là thầy đã xóa hai cái liên kết gối cố định và gối di động đi rồi, các bạn thấy chưa? Như vậy nó không còn liên kết nữa. Bây giờ thì khi mà mình đã bỏ liên kết ra thì mình phải thay thế bằng phản lực vào. Như vậy là ngay tại gối A thì các bạn sẽ có hai phản lực liên kết, đó là ID. Rồi. Như vậy là thầy sẽ có phản lực liên kết là theo phương Y và phương X. Đó, cứ giả sử đúng chiều như thế này cho thầy. Được không? Cứ gối cố định thì chúng ta sẽ có hai phản lực, đó là ID. Như vậy đây là thầy sẽ có ID nha. Tương tự, ngay tại D là gối di động, chúng ta sẽ có một phản lực liên kết. Dạ, đây. Rồi đây là chúng ta sẽ có ID. Vậy là xong. Giải phóng liên kết xong rồi. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là viết ba phương trình cân bằng và giải đi tìm ra phản lực. Như vậy là ở đây là thầy sẽ đi tiến hành viết ba phương trình cân bằng và giải nha. Thầy sẽ giờ nó lên đây. Rồi, bước 3. Phương trình cân bằng. Đầu tiên là thầy sẽ lấy tổng moment trước. Lấy tổng moment thì các bạn biết rồi, nên lấy tổng moment đối với điểm A hoặc là điểm D. Chỉ hai cái điểm đó là thuận lợi nhất, đúng không? Để mình giải phương trình. Như vậy là thầy sẽ lấy tổng moment đối với điểm A. Như vậy cái bài toán này là hệ dạng thầy đã nói rồi. Đối với hệ dạng thì mình lấy cái nắp máy tính ra, lấy cái nắp máy tính ra giữ giùm thầy. Còn khi nào mà một cái dầm á thì chúng ta lấy cái viết, đúng không? Rồi như vậy là thầy sẽ lấy cái nắp máy tính ra. Tưởng tượng cái nắp máy tính nó giống như là hình chữ nhật, giống như cái vàng này thôi, đúng không? Đúng không? Lấy cái nắp máy tính ra rồi cho cái lực tác dụng giữ điểm A lại cho thầy, đúng chưa? Giữ điểm A là giữ điểm ngay đây nè, giữ ngay đây cố định lại cho thầy, cho lực tác dụng lên. Thì đầu tiên thầy sẽ cho ID tác dụng từ dưới này lên. Thì ID nó tác dụng từ dưới này lên thì nó sẽ làm cho cái hệ dạng của mình nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Vậy là đây dấu dấu trừ. Đúng chưa? Chúng ta đã quy ước rồi. Trong môn này thì quy ước quay ngược chiều là dấu trừ. Rồi, cánh tay đòn từ D tới A. Nhìn hình ta thấy là 30 FT thì nhân 30. Đúng không? Rồi, xong. Tương tự lực 1000 lb này tác dụng từ trên xuống thì các bạn coi nè, lực 1000 lb này nó tác dụng từ trên xuống đối với cái hệ dạng này, giống như đó, từ trên xuống. Từ trên xuống thì nó làm cho cái hệ dạng của mình nó sẽ quay sao đây? Quay cùng chiều kim đồng hồ, vậy là dấu dương. Như vậy ở đây là thầy sẽ là dương B, là dương 1000 nhân với cánh tay đòn từ C vào A là 20 FT thì nhân 20 hết. Như vậy là xong rồi. Đúng không? Vậy là bằng 0. Vậy bằng 0 thì tới đây chúng ta sẽ suy ra được phản lực liên kết ID. Như vậy ID sẽ là bằng 6000 là 20000 đúng không? 20000 1000 nhân với 20 chia cho 30 thì bằng 666,67. Thầy làm tròn hai chữ số 666,67. Đơn vị lực là LB, đúng không? Bài này cho LB là LB. Rồi, ok. Như vậy là mình đã lồn xong được phản lực liên kết theo phương Y tại điểm D rồi. Như vậy bây giờ hai phương trình cuối cùng thì dễ rồi, tổng lực theo phương Y và phương X. Như vậy tổng lực theo phương Y, mũi tên thẳng đứng hướng lên dấu dương, hướng xuống dấu âm. Đây. Như vậy là IA hướng lên dấu dương, ID hướng lên dấu dương, đúng không? IA hướng lên dấu dương, ID hướng lên dấu dương, 1000 hướng xuống âm. Rồi, như vậy là có ba lực theo phương đứng thôi. Trừ 1000. Như vậy là từ đây các bạn sẽ đi tìm ra được phản lực liên kết theo phương Y tại điểm A là IA sẽ lấy 1000 trừ 666,67 thì các bạn ra được 333,33. Rồi tiếp tục tổng lực theo phương X. Ở đây chúng ta có lực nào nằm ngang
hướng sang phải thì là dấu dương, còn nằm nghe hướng sang trái là dấu âm. Như vậy chỉ có một lực này duy nhất là nằm nghe hướng sang phải thôi. Như vậy đây là chúng ta sẽ có XA bằng 0. Thì cái này các bạn lưu ý này, cái này chúng ta mới là thiết lập phương trình, còn giải là phải suy ra và có đơn vị, được chưa? Như vậy ở đây là chúng ta phải là bằng 0 LB xong. Như vậy là thầy đã làm xong được các bước giải theo cái đúng theo cái trình tự barem này rồi, được chưa? Hóa rắn nè, viết phương trình cân bằng và giải rồi nè. Bây giờ bước tiếp theo nè, dùng phương pháp mặt cắt thì thông thường đề ba vô là dùng phương pháp mặt cắt, còn không thì dùng phương pháp tách nút. Bây giờ cắt làm sao phải lợi thế, bây giờ thầy hướng dẫn luôn. Thì các bạn thấy nè, cho cái hệ dạng đề bài yêu cầu đi tìm ứng lực của thanh AB, thanh BC đây và thanh BG đây và thanh DE. Như vậy thanh DE nó nằm bên này đúng không? Như vậy đề nó yêu cầu trong bốn thanh này thì các bạn đi tính thanh nào trước cũng được. Các bạn lưu ý giùm cho thầy nha, đi tính thanh nào trước cũng được chứ không phải nhất thiết là phải đi tính theo trình tự là phải AB rồi mới tới BC rồi mới tới BG rồi mới tới DE. Các bạn hiểu không? Trong bốn thanh này các bạn cảm thấy mình tính được thanh nào trước thì mình cứ tính trước vậy thôi, được chưa? Ok không? Rồi bây giờ thầy giả sử thanh DE này đi, giả sử thanh DE này đi, thầy tính được không? Thanh do thanh DE này nó nằm rời so với ba thanh này đúng không? Thanh DE nó nằm bên này, còn ba thanh này nó tập trung ở cụm bên này. Như vậy nếu như mà mình đi tính thanh DE thì sao? Thanh DE là thanh này đúng không? Như vậy nó chỉ có một thanh thôi. Thì các bạn có hai phương án, một là dùng phương pháp tách nút, hai là dùng phương pháp mặt cắt. Tùy các bạn, phương pháp nào cũng đều giải ra giống nhau hết á, nha. Dùng phương pháp nào cũng giải ra giống nhau hết. Rồi bây giờ ví dụ thầy đi tính thanh DE trước đi, được không? Thầy sẽ làm cho các bạn hai phương pháp thử coi kết quả nó có khác nhau gì không ha. Như vậy đầu tiên là thầy sẽ dùng phương pháp cắt dàn. Đó. Như vậy phương pháp cắt dàn để thầy đi tính thanh DE nha. Mục tiêu thầy đi tính thanh DE thì các bạn quay lại cái bước 2 nè. Các bạn sẽ đi tiến hành cắt dàn. Cắt dàn thì chúng ta sẽ vẽ đường gợn sóng chứ đừng có vẽ đường thẳng như vậy nha. Vẽ đường thẳng như vậy người ta dễ hiểu nhầm là thanh nữa, mất công. Hiểu không bạn? Còn về nguyên tắc mình hiểu ngầm, có nghĩa đó chính là mình đang dùng vết cắt. Rồi như vậy khi vẽ vết cắt thì chúng ta vẽ đường gợn sóng cho thầy. Tốt nhất là vẽ đường gợn sóng. Đó, vẽ đường gợn sóng như thế này, được không? Được, vẽ ra. Được rồi. Đó, mình vẽ vết cắt ra này. Đây. Đó, vết cắt của thầy này. Như vậy là thầy sẽ ký hiệu mặt cắt 11. Thầy đang dùng phương pháp mặt cắt nha. Nếu như thầy đang dùng phương pháp mặt cắt, đây, mặt cắt 11. Rồi như vậy khi cắt các bạn sẽ như thế nào? Giống như là nguyên tắc bổ dừa chúng ta đã học rồi. Là gì? Khi cắt thì chúng ta sẽ chia làm hai miền đúng không? Miền bên này, được chưa? Đó, thầy khoanh vùng nè. Đó, miền bên này là bên tay trái của mặt cắt 11 nè. Và miền bên này, đây. Được chưa? Và miền bên này là miền phía tay phải của mặt cắt 11. Như vậy các bạn sẽ chọn một trong hai vùng này, được chưa? Một là vùng màu đen, hai là vùng màu xanh này để đi giải như nhau, kết quả đều giống nhau hết, không khác. Được không các bạn? Như vậy khi mà nếu như mình được chọn một trong hai mà hai cái thì cái nào bên trái mặt cắt 11 hoặc bên phải mặt cắt 11 đều ra giống nhau, vậy thì mình chọn bên nào nhìn nó đơn giản hơn thì mình làm, đúng không các bạn? Đúng không? Mình phải lựa bên nào và đơn giản hơn. Như vậy lúc này thầy sẽ chọn bên phía bên tay phải mặt cắt 11. Như vậy phía bên tay phải mặt cắt 11 thì các bạn sẽ vẽ đúng như cái hình này cho thầy và cắt nó chỉ tới đâu. Như vậy mặt cắt 11 này đi qua thanh nào? Đó là thanh ED, thanh CD và có chứa lực ID thôi đúng không? Như vậy mặt cắt 11 của thầy, đây thầy giữ lại phía bên tay phải, đây được chưa? Thầy giữ lại phía bên tay phải nha. Ok rồi. Vậy lúc này chúng ta sẽ qua lời giải chi tiết bên này. Bây giờ thầy sẽ dùng hai cách nha. Rồi sau này đi thi chúng ta chỉ dùng cho thầy một cách thôi. Như vậy các bạn sẽ trình bày là thầy dùng cách một trước đây. Bước 3. Bước 3 đúng không? Rồi bước 4. Bước 4 thầy sẽ là xét mặt cắt. Nếu như mình dùng phương pháp mặt cắt, thầy dùng cách một trước ha. Rồi thầy ghi cách C1 là cách 1. Xét mặt cắt 11 bên trái, bên phải. Rồi, đây là mặt cắt 11 bên phải. Khi cắt là chúng ta sẽ cắt nó như thế này nè. Này, hiểu chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ cắt là thầy bê nó qua nè.
Đó, cắt là cắt trên đây. Cắt màu 1 của mình đó. Đúng không? Cắt trên cái hình đó. Rồi, bây giờ cắt qua thanh nào thì thanh đó sẽ sinh ra ấn lực. Rồi, bây giờ bắt đầu phân tích ấn lực. Mình hồi nãy mới vừa ghi đầu đề rồi. Bây giờ cái thanh này là thanh gì? Thầy lấy cái vàng nguyên thủy của nó nè. Thanh này có phải là nó cắt qua thanh ED không? Như vậy phân tích thanh ED nè, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt đây. Cái thanh của nó đây thì lực nó sẽ dọc theo thanh này. Và có mũi tên nó phải hướng ra khỏi mặt cắt 11 này. Mũi tên nó phải đi lên à, chứ không phải vẽ mũi tên đi vào như thế này. Được chưa? Chúng ta cứ quy ước là lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt. Như vậy lúc này thầy sẽ ký hiệu vào đây chính là N. Thanh này là thanh DE đúng không? Thầy ký hiệu là NDE. Ok. Tương tự như đó, bây giờ tới cái thanh nằm ngang ở phía dưới, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi nút là đây. Đúng không? Đó, như vậy là thầy sẽ ký hiệu đây chính là NDC. Đúng. Mày hiểu chưa? Khi phân tích đó, như vậy là thầy đã phân tích đủ ha. Ấn lực là lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt. Xong. Như vậy khi làm bài dạng này thì chúng ta phải đi tiến hành vẽ hệ trục tọa độ ra quy ước của mình. Luôn luôn gắn hệ trục vào. Nha, luôn luôn gắn hệ trục tọa độ vào cho thầy. Vậy là chúng ta đang quy ước như thế nào là chiều dương. Đây là chiều dương của trục X nè. Đây là chiều dương của trục Y nè. Đúng không? Những mũi tên nào mà nó cùng chiều với hàng này. Như thế này là dấu dương. Được chưa? Hệ trục tọa độ của mình đây. Rồi, bây giờ các bạn đề tiếp nè. Các bạn thấy cạnh này là 10 ft không? Cạnh đứng này cũng 10 ft. Như vậy tam giác này là tam giác vuông cân đúng không bạn? Mà tam giác vuông cân thì góc này sẽ là bao nhiêu độ? Góc này 90 rồi thì hai góc này phải bằng nhau. Như vậy mỗi một góc này phải là 45 độ. Các bạn hiểu ý không? Rồi, mỗi một góc này là 45 độ ha. Đó. Bây giờ khi mà các bạn xé mặt cắt thì chúng ta sẽ lồm ra. Xét xong rồi thì bây giờ đi viết phương trình cân bằng đúng không? Vậy trong bước này thầy sẽ trình bày là phương trình cân bằng viết tắt nha, thầy viết tắt từ phương trình cân bằng. Rồi, bây giờ viết thì bây giờ các bạn thấy nè, khi mà cắt ra thì cái hệ lực này các bạn thấy những cái mũi tên này các bạn kéo dài nó ra. Nó giao nhau ngay tại điểm D đúng không? Thì cái hệ lực này đồng quy. Được chưa? Hệ lực này đồng quy thì lúc này các bạn sẽ đi phân tích làm sao? Viết mấy phương trình cân bằng thôi. Hai phương trình cân bằng thôi như hồi nãy thầy đã nói. Đầu giờ. Đúng không? Đối với hệ lực đồng quy là không có moment. Tại vì khi các bạn kéo dài tất cả các lực này nó ra cắt nhau tại điểm D rồi. Thì làm sao mà có cánh tay đầu mà có moment. Hiểu ý không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có phương trình gì thôi. Đó là hai phương trình lực. Đó là lực theo phương Y và phương X. Nhờ thầy lấy sẵn qua. Bây giờ chúng ta bắt đầu viết. Tổng lực theo phương Y. Được chưa? Thầy sẽ viết tổng lực theo phương Y trước. Được không? Rồi, như vậy là ID thẳng đứng hướng lên là dấu dương. Có sẵn. Đúng không? Có sẵn rồi. Rồi, bây giờ còn NDE nữa. Nó đang nằm như rứa. Nó đang nằm như thế này. Bây giờ mình phải chiếu theo phương gì các bạn? Mình đang viết tổng lực theo phương Y. Là mình phải chiếu NDE vuông góc qua trục Y. Đây. Là mũi tên nó sẽ thẳng đứng và hướng lên. Đúng không? Mũi tên nó trở thành mũi tên màu xanh này, thẳng đứng và hướng lên. Được chưa các bạn? Như vậy là thẳng đứng và hướng lên là nó cùng chiều với trục Y này. Như vậy thầy điền vào đây là dương NDE. À, thầy điền vào đây là dương NDE. Nhân với cái gì nữa? Mũi tên màu xanh này mình phải đi tính độ lớn của nó. Chiều là dấu dương rồi. Bởi vì nó cùng chiều với trục Y là dấu dương rồi. Nó kề với góc nào đây? Đúng không? Khi mình chiếu nó qua là mình phải nhân thêm một lượng cos. Đây nè, các bạn thấy góc mà hợp bởi mũi tên màu đỏ và màu xanh này là góc này còn lại là bao nhiêu độ? Cũng là 45. Như vậy là thầy phải nhân thêm cos 45 nữa mới đủ nha. Nhiều bạn hay quên cái cos 45 lắm. Đúng chưa? Rồi, như vậy là xong. Như vậy bên này chúng ta đã tìm ra được ID chưa? Rồi. Đây, ID của các bạn này. Như vậy là qua tới đây chúng ta sẽ đi giải tìm ra được NDE. NDE sẽ bằng trừ ID chia cos 45, đúng không? Trừ ID chia cho cos 45. Rồi, ID bên kia, hồi nãy mình tính ra được con số này. Đó, các bạn bấm máy thì nó ra được đốt số. Như vậy là thanh này dấu ra dấu âm, vậy là mình sẽ kết luận thanh này là thanh chịu nén.
666,67 chia vô 45 độ bằng 942,81. Dấu âm 942. LB, đơn vị là LB, được chưa? Rồi như vậy ra dấu âm thì mình phải kết luận liền là thanh này là thanh chịu chịu nén. Nha, mình phải kết luận. Về là kết luận là thanh DE chịu nén. Được chưa? Như vậy là ra được thanh DE rồi. Như vậy re vậy là xong rồi, vậy là không cần phải viết phương trình thứ hai là tổng lực theo phương x. Đề nó hỏi cái gì trả lời cái đó thôi. Các bạn hiểu chưa? Đề nó hỏi đi tìm ứng lực của thanh này thì mình tìm ra được thanh này dần, chứ không cần phải viết thêm một phương trình thứ hai đâu, nó dư thừa, các bạn hiểu không? Chứ không sai, hiểu chưa? Nhưng mà đề hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó thôi. Rồi, đây là phương pháp mặt cắt, như vậy cho các bạn đã hình dung ra được chưa? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn qua cái phương pháp đó là phương pháp tách nút nha. Bây giờ phương pháp tách nút để coi chúng ta hiểu luôn cả hai phương pháp. Bây giờ thầy dùng cách số 2. Được không? Khi hiển nhiên khi đi thi các bạn chỉ trình bày một trong hai cách thôi, chứ không có trình bày cả hai cách này vô lộn gì nha, đừng có lùm thôm lôm. Rồi, người cách 2. Như vậy cách 2 thì muốn đi tìm ứng lực của thanh DE, các bạn nhớ dùm cho thầy quy tắc này, cứ đi tìm nút nào có chứa thanh DE thì mình đi xét. Như vậy những nút có chứa thanh DE đó chính là nút D, đúng không? Cái hình tròn này là nút D. Thì nút D gồm có thanh DE nối với thanh CD và có một cái gối di động D nữa, là được chưa? Hoặc là còn một phương án nữa không các bạn? Còn một phương án là xét ngay tại nút nào để có thanh DE, xét ngay tại nút E. Xét ngay tại nút E thì các bạn sẽ có ba thanh như sau, đó là GE, ED và EC. Lưu ý không có lực 1000 lb nha. 1000 lb này là tác dụng ngay tại nút C chứ không phải là nút E. Nút E này chỉ có ba thanh nối lại với nhau, đó là thanh GE, thanh EC và thanh ED thôi. Như vậy các bạn nhớ dùm cho thầy, mỗi một thanh là tương ứng với một ẩn, tại vì mỗi một thanh là sinh ra một lực dọc mà. Như vậy ba thanh nối lại với nhau ngay tại nút E thì ngay tại nút E mình sẽ có ba ẩn, còn ngay tại nút D thì chúng ta sẽ có hai ẩn, đó là thanh CD và thanh ED và gối di động. Nhiều bạn kêu gối di động là thêm một ẩn nữa, nhưng mà ID mình đã có chưa? Có rồi. Như vậy là nếu như xét ngay tại nút D thì chúng ta chỉ có hai ẩn thôi, đó là NDC và NED. Như vậy theo các bạn chúng ta sẽ xét ngay cân bằng ngay tại nút nào nó sẽ dễ hơn. Cứ nhớ dùm cho thầy quy tắc, thầy nói luôn là các bạn đi kiếm dùm cho thầy cái nút nào mà chỉ có hai ẩn thôi thì cái nút đó sẽ giải sẽ luôn luôn dễ hơn. Còn nút nào mà có ba ẩn thì thông thường có thể là chúng ta chưa giải ra được. Tại vì một nút mà ba ẩn thì coi như là rất khó giải. À, nó đang thừa ẩn số. Đúng không các bạn? Tại vì hệ lực của mình đồng quy mà đồng quy thì chỉ có mấy phương trình cân bằng thôi, hai phương trình thôi. Được chưa? Thì thông thường một nút chỉ có hai ẩn giải mới ra, còn mà một nút nào mà ba ẩn thì chúng ta chưa giải ra được. Các bạn nắm rồi. Như vậy, thầy đã phân tích rõ rồi ha. Như vậy chúng ta sẽ đi xét cân bằng ngay tại nút D. Như vậy chúng ta sẽ trình bày là xét cân bằng nút D. Được chưa? Như vậy xét cân bằng nút D thì các bạn sẽ vẽ cái nút D ra cho thầy. Nút D nó sẽ có hai thanh này nối lại với nhau. Đúng không? Có thanh này. Thanh này nối lại với nhau thông qua cái nút D. Đó. Nằm ngang đây. Vẽ lại cho nó tương đối một xíu, được chưa? Rồi, ok. Đó, khi làm bài mình vẽ vào phải cho nó tương đối nha các bạn. Vậy chúng ta sẽ trình bày ghi vào đây là D. Rồi, ngay tại nút này nó sẽ có liên kết gối di động. Gối di động thì hồi nãy chúng ta đã có một phản lực ID rồi. B nó bỏ qua cho, ngay đây cho thầy. Đúng không? Rồi, bây giờ nè, mình phân tích xét cân bằng ngay tại nút thì nó có hai thanh này liên kết lại với nhau thì mỗi một thanh nó sẽ sinh ra một ứng lực. Lực dọc theo thanh và có chiều sao các bạn? Hồi nãy mới đầu giờ chúng ta ghi rồi,
lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi nút đề. Như vậy dọc theo thanh là phải vẽ như thế này và có chiều hướng ra, có phải là mũi tên như thế này không? Đúng không? Như vậy lúc này thầy sẽ ký hiệu là NDE. Rồi, tương tự như đó, bây giờ tới cái thanh nằm ngang này, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi nút D. Đây, như vậy đây chính là NDC. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã đi tiến hành xét cân bằng ngay từ nút xong. Thầy bỏ hai này đi. Yeah, rồi, điền góc vào. Góc này 45 độ. Ok. Bây giờ như vậy là tới đây, vậy là chúng ta đã đi xét cân bằng ngay từ nút xong rồi. Vậy thì bây giờ mình viết phương trình cân bằng. Như vậy khi mà xét cân bằng đối với nút thì chắc chắn là chỉ có hai phương trình cân bằng thôi, đó là tổng lực theo phương y và phương ý thôi. Và nhớ làm bài là mình vẫn phải vẽ hệ trục tọa độ vô. À, luôn luôn vẽ hệ trục tọa độ vô kế bên cho thầy, cứ mỗi một hình vẽ cho thầy hệ trục tọa độ này. Rồi bây giờ mình sẽ viết tổng lực theo phương y đúng không bạn? Tổng lực theo phương y, tại vì mục tiêu của mình là cần tính NDE thì mình sẽ viết tổng lực theo phương y nha. Hiểu không? Tổng lực theo phương y trước chứ đừng viết tổng lực theo phương x, tại vì khi viết tổng lực theo phương x á, NDC nằm ngang hướng sang trái là dấu trừ, còn NDE là mình phải chiếu xuống đúng không, của hướng sang trái là dấu trừ. Như vậy lúc đó thì hai thằng này là hai ẩn rồi, mình chưa giải được. Còn nếu như các bạn viết tổng lực theo phương y thì ID có rồi thì mình sẽ đi tìm được NDE, được chưa? Thì cũng y chang như thế này, không khác gì hết. Hiểu này không? Rồi, như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn ha, viết phương trình y chang vậy luôn, đâu khác gì đâu đúng không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái phương pháp tách nút là gì nha. Bây giờ tiếp tục quay lại nè. Để nó hỏi ba thanh này nữa, ba thanh BG AB AB và BC đây và BC. Như vậy ở đây các bạn có thể sử dụng phương pháp gì? Phương pháp gì đây? Mặt cắt. Đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp mặt cắt. Đây, phương pháp mặt cắt thì thầy sẽ cắt sao? Cắt sao mà qua tối đa nhất? Như vậy nếu như thầy cắt kiểu này nè, là đi qua ba thanh, thanh AG, thanh BG cần tính có và thanh BC có luôn. Như vậy là nếu như thầy phương án thầy cắt kiểu này thì thầy sẽ đi tính ra được thanh BG và thanh BC, ok. Còn bạn nào không muốn thích cắt theo kiểu này, cắt theo kiểu này, thì cắt theo kiểu này đi qua hai thanh thì chúng ta mới tính được thanh AB. Nhưng mà cắt theo kiểu này thì tính nó không lợi, nó lâu, còn hai thanh này nữa phải tính tiếp nữa nó lâu hơn, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ cắt như thế này thì chúng ta tính lợi hơn, chúng ta tính là luôn được hai thanh. Được chưa? Ok. Như vậy lúc này thầy sẽ cắt vẽ tiếp mặt cắt vô. Trên cái bước số 2, nhớ nha, vẽ tiếp cái mặt cắt trên bước số 2 vô thầy, vẽ đường gợn sóng. Được chưa? Đây, đường gợn sóng. Như vậy đây chính là mặt cắt 22. Ký hiệu vào. Vậy là các bạn biết là các bạn phải giữ phía bên tay nào rồi đó. Thầy sẽ giữ phía bên này nó gọn hơn. Đây, thầy sẽ khoanh vùng này, thầy sẽ giữ phía bên này. Đúng không? Giữ phía bên này làm nó sẽ gọn hơn rất nhiều. Các bạn hiểu chưa? Chứ giữ phía bên kia là làm nó rất khó. Rồi, bây giờ thầy sẽ dùng phương pháp mặt cắt. Thầy cắt như vậy các bạn nhớ này, khi cắt thì thằng XA bằng mấy? Ở bên đây các bạn tính ra XA bằng mấy? XA bằng 0 đúng không? XA bằng 0 thì ở đây thầy sẽ bỏ luôn cái mũi tên XA này ra, các bạn hiểu chưa? Cho nhiều bạn kêu ủa sao bên kia thầy có XA, mũi tên XA sao qua đây nó mất tiêu rồi, tại vì XA nó bằng 0 bỏ ra luôn, nó không có tác dụng gì hết. Rồi bây giờ thầy cắt. Rồi, thì cắt thì vẽ lại cái mặt cắt 22 đi cho nó dễ nhìn. Được chưa? Đó, thì cắt ra như thế này.
Đây, đây là cái mặt cắt 22 của mình. Giờ thầy vẽ lại. Đó. Rồi, phân tích. Bây giờ nó cắt qua thanh nào thì thanh đó phải xuất hiện lực dọc nha, chứ không phải là thanh mình, cái thanh ngay đây mình không có đi tính ứng lực rồi. Các bạn nhiều bạn rồi là không có đi phân tích, nhiều bạn á ngộ lắm. Nhớ giùm cho thầy nè, cái thanh BAG đề nó không yêu cầu tìm ứng lực nha, đúng không? Nhưng mà khi các bạn cắt qua đây thì bắt buộc phải có, khi phân tích ứng lực là nó phải có nha. Đây, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt 22 đây. Được chưa? Như vậy là thầy sẽ ký hiệu ở đây là NAG. Nhiều bạn cứ nó kêu là không có cho nên là không ghi. Không ghi là xác định luôn nha các bạn. Vậy ở đây là chúng ta sẽ có NAG. Lực dọc theo thanh chiều hướng ra khỏi mặt cắt. Tương tự. Nó cắt qua thanh đứng này, đúng không? Đây này, nó cắt qua thanh đứng, lực dọc theo thanh và có chiều ra khỏi mặt cắt. Đây chính là NBG. Rồi, tương tự, thanh nằm ngang ở dưới bị cắt. Đây, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi. Này, chính là NBC. Được không? Rồi. Đó, như vậy nếu như mà bạn nào, thầy nhắc lại một lần nữa, nếu như bạn nào mà giáo viên quy ước trong lớp á mà quay ngược chiều kim đồng hồ là dấu dương thì các bạn coi cái video trong môn cơ kỹ thuật thì nó sẽ thuận dấu, đó là thầy làm theo dấu đó như quy ước của các bạn luôn. Còn nếu như mà những bạn nào mà học lớp thầy thì thầy quy ước là quay cùng chiều là dấu dương thì chúng ta sẽ quy ước coi cái video bài giảng này để nó không bị lộn, đúng không? Để nó không bị lộn dấu, chúng tôi làm tới làm lui là lộn dấu. Lúc thì quay cùng chiều, lúc ngược chiều, các bạn hiểu chưa? Còn những bạn nào mà lớp khác mà giáo viên mà quy ước quay ngược chiều thì các bạn coi cái video cơ kỹ thuật hoặc là cơ lý thuyết á thì nó không bị nhầm dấu nha. Thầy làm cũng một cũng các bài tập này nhưng mà thầy làm quy ước hai kiểu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày xét mặt cắt. Thầy sẽ dùng cách số 1 ha. Rồi, thầy sẽ trình bày đây là bước 5. Xét mặt cắt 22. Thầy sẽ giữ sử dụng bên trái, đúng không? Bên trái. Rồi, ok. Bây giờ nguyên tắc cứ mặt cắt là mình phải có hệ trục tọa độ gắn vào. Gắn vào cho thầy, luôn luôn gắn hệ trục tọa độ vào. Rồi, bây giờ thầy sẽ đi viết phương trình cân bằng. Như vậy hệ lực này các bạn kéo dài những cái mũi tên màu đỏ này nó có cắt nhau tại một điểm không? Không. Hệ lực này không đồng quy. Như vậy hệ lực không đồng quy thì thông thường chúng ta phải viết ba phương trình cân bằng nha. Moment là phải có rồi đó. À, thông thường là chúng ta sẽ viết phương trình cân bằng, ba phương trình. Rồi, đầu tiên bây giờ mặt cắt khi cắt ra các bạn cũng lấy cái nắp máy tính ra giữ cho thầy. Cũng không khác gì hết. Cứ nguyên tắc không phải là đường thẳng, lấy cái nắp ra. Bây giờ lấy moment đối với điểm nào bây giờ nè? Hồi nãy chúng ta đã ghi cái luật lấy moment rồi, là lấy moment đối với điểm có chứa ấn lực giao nhau. Thầy có giải thích chỗ này đúng không? Bây giờ chúng ta quay ngược lại. Bây giờ ấn lực giao nhau là gì? Bây giờ những cái mũi tên màu đỏ này mới là ấn lực nè. À, những cái mũi tên này thầy cho đổi là mũi tên khác đi để các bạn phân biệt. Đây, những mũi tên màu xanh này, đây là những mũi tên ấn lực, hiểu không? Bây giờ chúng ta đi kiểm tra những cái mũi tên màu xanh này mà nó giao nhau thì nó sẽ có lấy moment ngay tại đó được. Như vậy các bạn nhìn vô nè, kéo dài hai cái mũi tên màu xanh này ra thì nó cắt nhau tại điểm nào các bạn biết không? Nó có chung điểm nào là điểm gì đây? Điểm G đúng không? NAG, NBG có chung điểm G, như vậy nó cắt nhau tại G này. À, như vậy các bạn có thể lấy tổng moment đối với điểm G được. Được nha. Hoặc là còn một phương án thứ hai, đó chính là kéo dài NBG và NBC ra thì nó cắt nhau tại điểm gì? Các bạn thấy có chung điểm B không? Như vậy nó cắt nhau ngay tại B. Thì các bạn lấy tổng moment đối với điểm B cũng được. Hiểu ý chưa? Lấy hai điểm này, điểm nào cũng được. Thì giải nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên, trong hai điểm này thì thầy sẽ lấy tổng moment đối với điểm G, thầy không lấy moment đối với điểm B. Vì sao? Tại vì khi thầy lấy tổng moment đối với điểm G á thì các bạn nhớ giùm thầy cái quy tắc này nữa. Khi mà lấy tổng moment đối với một điểm thì ấn lực giao nhau ngay tại đâu thì những ấn lực đó đều bằng không hết. Ví dụ
Hình này bây giờ thầy lấy moment đối với điểm G thì NAG và NBG không gây ra moment tại vì nó cắt nhau tại điểm G. Nhớ nha, thì nó không gây ra, không có moment. Như vậy là chúng ta chỉ còn kiểm tra hai cái lực màu đỏ với màu xanh nằm ngang này thôi thì nó khỏe hơn. Tại vì theo phương đứng và phương ngang thì khi viết phương trình cân bằng moment lấy cánh tay đòn nó dễ hơn. Còn nếu như bạn nào lấy tổng moment đối với điểm B thì NBG và NBC không gây ra moment, đúng không? Thì nó chỉ còn lực màu đỏ là IA và NAG. Nhưng mà NAG khi viết moment là mình phải tách cái NAG này ra làm hai, tại vì nó đang theo phương gì các bạn? Phương xin. Đó, các bạn phải tách xuống phương ngang nè. Rồi các bạn phải chiếu NAG này theo phương đứng nữa nè, thì nó lâu, nó khó hơn, đúng không bạn? Vậy tại sao mình không chọn phương án dễ mà mình lồm? Đúng không? Như vậy phương án dễ mà mình lồm á là thầy sẽ lấy tổng moment đối điểm G để NAG và NBG không gây ra moment, nó triệt tiêu. Ha. À. Rồi, như vậy là chúng ta tạm quên hai thằng này không gây ra moment. Bây giờ chúng ta kiểm tra, lấy cái nắp máy tính ra, giữ điểm G trên này cho thầy. Đây, giữ điểm G này lại cho thầy nè. Đó, giống như chúng ta giữ tới khúc này thôi, hiểu không? Giữ điểm G này lại cho thầy nè. Rồi, cho lực tác dụng lên, đầu tiên là IA tác dụng từ dưới lên. Thì nó sẽ đẩy cho cái này quay cùng chiều kim đồng hồ. Vậy là dấu dương. Như vậy là dương IA, cánh tay đòn là mấy? Cánh tay đòn. Lực tác dụng ngay tại điểm A, điểm xét moment là điểm gì các bạn? Điểm G, đúng không? Đây nè, các bạn sẽ kéo dài cái lực IA này ra nè. Rồi từ điểm G, các bạn học rồi, từ điểm G hạ đường thẳng vuông góc xuống cho thầy. Từ điểm G thầy hạ đường vuông góc xuống. Thì cái đường vuông góc này chính là cánh tay đòn, nhớ nha. Từ điểm G hạ đường vuông góc xuống thì hạ đường vuông góc này chính là bằng với khoảng cách này là 10 ft. Như vậy ở đây là thầy nhân 10. Xong. Tương tự, bây giờ tới NBC. NBC này tác dụng theo phương ngang từ trái sang phải. Thì nó sẽ làm cho cái khung của mình nó quay sao? Quay sao? NBC này, nó tác dụng này theo phương ngang từ trái sang phải này. Thì nó làm cho cái mặt cắt của mình nó quay ngược chiều kim đồng hồ luôn. Đúng không? Đúng không? Nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy thằng này sẽ là dấu gì? Dấu dương. Đây này, tác dụng từ trái sang phải này. Thì làm cho cái mặt cắt của mình nó quay. Các bạn giữ điểm B lại đi, đúng không? Giữ điểm G lại đi, đúng không? Thì nó sẽ làm cho điểm G, làm cho các bạn cắt của mình quay quanh G ngược chiều kim đồng hồ. Vậy là dấu dương. Như vậy ở đây là thầy sẽ là dương NBC nhân với cánh tay đòn. Đây, lực tác dụng ngay tại điểm điểm B này, điểm xét moment G này. Như vậy GB chính là cánh tay đòn. Vậy là nhân 10. Nắm rõ chưa? Rồi, như vậy tới đây chúng ta sẽ suy ra được NBC. Vậy là xong rồi đó. Như vậy NBC của mình sẽ là bằng trừ IA. À, vậy IA bên này mình tính ra bao nhiêu? Đây là 333, như vậy bằng trừ IA. Đúng không? Rồi, vậy là mình sẽ kết luận ngay thanh BC của mình là gì? Chịu nén. Dấu âm mà. Đúng rồi. Thanh BC chịu nén. Đề bài có yêu cầu tính thanh BC không? Có thì mình kết luận, còn không có đừng kết luận, khỏi cần kết luận nha. Suy ra thanh BC chịu nén. Rồi, xong đối một thanh nữa. Bây giờ đề coi còn hai thanh nữa đúng không? BC rồi nè, giải quyết rồi nè. Ok, bây giờ mình còn hai thanh nữa. Đó là thanh BG và AB. Bây giờ chúng ta coi thanh BG. Thanh BG thì mình lộn ra. Thanh BG là thanh này đúng không? Đó là thanh theo phương đứng này nè. Thanh theo phương đứng này. Như vậy thanh theo phương đứng này thì chúng ta không còn một phương án nào khác. Bây giờ mình viết cái gì các bạn? Tổng lực theo phương x trước, đúng không? Đúng không? Tổng lực theo phương x trước. Tại vì sao muốn tìm ra được NBG á? Nó còn hai ẩn mà, NAG với NBG. Mà bây giờ mình viết tổng lực theo phương y á thì mình chưa giải được liền đâu. Đây, bây giờ thầy sẽ viết tổng lực theo phương y trước cho các bạn thấy nè, coi thử coi giải được liền không nè. Tổng lực theo phương y thì IA hướng lên dương có sẵn nè. Rồi NBG hướng lên dương. Ok, NBG ra được NBG là hướng lên dương. Được chưa? Rồi, bây giờ NAG thì sao? NAG như thầy đã nói là khi viết tổng lực theo phương y là mình phải chiếu NAG này theo phương y. Đây, chiếu vuông góc qua phương y. Như vậy nó sẽ trở thành mũi tên màu xanh đậm này. Hiểu ý chưa?
Như vậy mũi tên màu xanh đậm này có chiều là hướng lên thì chúng ta điền vào đây trước là dấu dương luôn đi đã. Như vậy là thầy sẽ điền vào đây là dương NAG. Nhưng mà phải nhân với cos nữa các bạn, tại vì nó đang nằm đây nè. Thì mình bẻ qua là mình phải nhân thêm một lượng cos, như vậy cos góc nó hợp với mũi tên màu xanh này với màu xanh này là bao nhiêu độ? Có phải 45 không? Tại vì đề này góc này là 45. Góc này 45 thì góc này cũng 45 hết, đúng không? Vậy là thầy sẽ nhân với cos 45 độ. Rồi. Thì tới đây chúng ta chưa giải được phương trình này, đúng không bạn? Tới đây chúng ta đâu có giải được. Hiểu này chưa? Tại vì hai ẩn BG mình chưa có mà. AG mình cũng chưa có mà. IA thì có rồi. Đó, cho nên là lý do tại sao mà thầy phải để phương trình này viết sau ha. Rồi, để dành sau nó đi. Thầy sẽ viết tổng lực theo phương x trước. Tổng lực theo phương x nè. Tổng lực theo phương x thì chúng ta có NBC nằm ngang hướng sang phải là dương. Rồi. NBG với IA là vuông góc bằng 0. Bây giờ còn NAG thôi. NAG nó đang nằm đây đúng không? Nó đang nằm như thế. Bây giờ chiếu xuống phương x, bẻ nó xuống, vậy là nó cùng chiều với trục x, vậy là dấu dương. Vậy là thầy điền vào đây là dương NAG nhân với gì nữa các bạn? Các bạn hiểu rồi, góc hợp với hai mũi tên màu xanh này phải là nhân thêm một lượng cos đúng không? Bẻ nó xuống là phải nhân lượng cos, nhưng mà góc này là 45 thì thầy sẽ nhân với cos 45. Rồi, như vậy là trên này mình đã ra được NBC chưa? Thế vào đây mình tìm ra được NAG, hiểu không? Mình phải tìm ra được NAG trước. Như vậy NAG sẽ là bằng trừ NBC chia cos 45. Đó. Trừ NBC chia cos 45 nha. NBC của mình là 333,33 trừ với trừ thành dương. Đúng không? Trên này nè, trừ NBC nè. Thế vào đây nè, chuyển vé qua là thành dương nè, đúng không? Rồi, như vậy là 333,33 chia cho cos 45 độ. Thì nó bằng 471,399, thì thầy làm tròn là 471,4. 471,4. Được không? Thầy làm tròn. Rồi, bây giờ mới viết tổng lực theo phương y nè, đó thầy kéo nó xuống R được chưa? Như vậy tới đây các bạn sẽ suy ra được gì? Trên này mình có NAG rồi. Mình tìm ra được NBG, thấy không? Đó, NBG sẽ bằng IA nè, trừ IA nè. Trừ cho NAG nhân cos 45. Rồi, chúng ta bấm máy thử coi ra bao nhiêu. Có phải bằng 0 không? IA 333,33 333,33. Rồi, trừ cho NAG, NAG 471. Này là IA hướng lên dấu dương. Rồi, NAG. À, IA này NBC thì sorry các bạn nha. Cái này đang quay ngược chiều là dấu trừ trên này. Sorry, sửa này lại chứ. Vậy là thanh này là thanh chịu kéo nha. Chịu kéo. Rồi, như vậy xuống đây thì nó sẽ là bằng dấu trừ. Sửa qua đây, sửa lại cái này giúp thầy. Tại vì nãy là đang quy ước, mình quy ước là đối với môn này chúng ta quy ước là quay cùng chiều là dấu dương, đúng không? Quay cùng chiều là dấu dương thì IA là quay cùng chiều này, nhưng mà NBC của mình là quay ngược chiều nha. Đang tác dụng như thế này là quay ngược chiều, đây là dấu âm mới đúng. Sửa lại lại giúp thầy. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ ra được NAG là bằng âm âm với âm. Rồi, các bạn thế vô thì cái này nó sẽ là bằng 0. Được không? Chúng ta thế vào thì cái này NBG của mình bằng 0, LB. Như vậy bằng 0 thì mình không cần phải kết luận các bạn, nó không có chịu kéo chịu nén gì hết, đúng chưa? Còn cái thanh này tại sao thầy không kết luận? Tại vì đề nó đâu yêu cầu đi tính thanh AG đâu, cho nên khỏi cần kết luận, đúng không? Đúng không? Cho nên là NBG của mình là
bằng không rồi, bằng không thì không cần kết luận nha. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã xong được cái thanh này. Rồi là tới đây rồi đó, tới được BG rồi. Bây giờ mình chỉ còn một thanh AB nữa thôi. Thanh AB, các bạn làm gì các bạn biết không? Một là tách đúc. Hai là mà cắt giống như hồi nãy thầy cắt là cắt thẳng đứng đây đi qua thanh AB. Như vậy bài này thầy sẽ dùng tách đúc đi ha. Thầy sẽ xét ngay tại nút, một là nút A, hai là nút B, tùy các bạn, nút nào cũng được hết á. Nút A này thì chúng ta sẽ có hai thanh, đó là thanh AG và thanh AB, như vậy hai thanh là chắc chắn sẽ giải được. Còn nút B thì chúng ta có thanh BG, thanh AB và thanh BC, mà thanh đây là ba thanh chứ gì? Ba thanh thì nhưng mà bài này tới đây mình xét ngay tại nút B ba thanh giải được. Tại vì sao? Tại vì thanh BG mình đã tính ra được chưa? Nó bằng không rồi, mình có giá trị rồi. Như vậy là thật ra cái này nó chỉ là mình sẽ đi tính ra được thanh gì? Thanh AB, đúng không? Đúng rồi, thanh AB, tại vì thanh BC cũng có giá trị rồi. Hồi nãy mình tính rồi nè, thanh BC nè, thấy không, màu đen nè, đã tính rồi nè. Như vậy chúng ta sẽ tính, chắc chắn sẽ tính được ha. À, như vậy là ở đây là thầy sẽ đi xét cân bằng ngay tại nút B đi, được không? Nút B, nút nào cũng được các bạn nha. Các bạn lưu ý dùm cho thầy, các bạn xét cân bằng ngay tại nút nào cũng ra hết. Rồi, như vậy chúng ta qua bước tiếp theo, cuối cùng là chúng ta đi xét cân bằng nút nút B. Xét cân bằng nút B nha, nút B hoặc nút A tùy các bạn. Đây, nếu như nút B thì nó chỉ có ba thanh này thầy phân tích luôn. Đây, nút B đây. Lực dọc theo thanh. Ví dụ thanh AB nó có ba thanh liên kết lại với nhau đúng không? Lực dọc theo thanh AB và có chiều hướng ra khỏi nút đây. Đây chính là NBA. NBA là nó bằng với NAB đó nha, chứ đừng có thấy là ghi thứ tự khác nhau là nhiều bạn kêu là phải đảo dấu lại, không có nha. Rồi, tương tự như vậy, N lực dọc theo thanh này và có chiều hướng ra khỏi nút B đây, lực dọc theo thanh BC nè, đúng không? Đúng chưa? Và có chiều hướng ra khỏi nút B. Phân tích cho đầy đủ nha, chứ nhiều bạn kêu là em chỉ đi cần đi tính NAB thôi, cho nên là phân tích ở đây là đủ. Phân tích ở đây là đủ rớt đó nha. Vậy là chúng ta sẽ có NBC. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta còn một thanh phía trên nữa, tại vì nút B nó còn liên kết với thanh đứng này nữa mà, đúng không? Chúng ta sẽ vẽ vô. Thì đây chính là NBG. Rồi, vẽ hệ trục tọa độ vô cho thầy. Như vậy đây là hệ lực đồng quy, chúng ta sẽ viết tối đa là ba phương hai phương trình cân bằng. Đúng không? Nó giao cắt nhau ngay tại điểm B, đây là hệ lực đồng quy. Tuy nhiên ở đây mình không có viết cần viết đủ hai đâu, bây giờ mục tiêu của mình chỉ cần đi tính thanh AB thôi, đúng không? Vậy là chỉ cần viết tổng lực theo phương nào thôi, phương x thôi, các bạn hiểu chưa? Để nó hỏi cái gì mình lùn cái đó nha. Tổng lực theo phương x. Rồi, như vậy là ở đây là thầy sẽ ký hiệu là tổng Fx thôi, được không? Tổng Fx NBA nằm ngang hướng sang trái là dấu âm, không có nhân cánh tay đòn nha, không phải moment. Rồi, NBC nằm ngang hướng sang phải dương, được chưa? Hết bằng không, đúng không? Còn NBG là vuông góc với trục x là bằng không, chiếu vô là bằng không. Vậy là tới đây các bạn sẽ dễ dàng nhanh chóng suy ra NBA sẽ bằng với NBC. NBC. Rồi, NBC là bằng bao nhiêu? NBC, quay ngược qua đây, mình tính chưa? Đây nè, NBC của mình nè, đúng không? Thì này thế vào đây. Rồi, mình kết luận là thanh BC, thanh AB của mình là gì? Chiều kéo, đúng không? NAB bằng với NBC. Đây này, giải phương trình, vậy là xong. Các bạn nắm rõ chưa? Rồi, như vậy là thầy đã làm xong cho các bạn ví dụ số 1 nha. Ví dụ số 1 của bài toán này. Rồi, chúng ta tiếp tục lấy bài số 2. Bài số 2 cũng cho hệ dạng như hình vẽ ha. Để yêu cầu xác định ứng lực trong thanh nào, đó là thanh BC. BC đây, CG và GF đây, ba thanh này. Đúng không? Như vậy hai cái gối này nó nằm về hai bên thì chắc chắn là chúng ta phải đầu tiên giống như bài trước là đi hóa rắn,
Bây giờ các bạn vẽ nhanh thầy hướng dẫn dài. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu cũng y chang như vậy trước. Đầu tiên là các bạn sẽ trình bày khóa rắn rồi giải phóng liên kết. Nhớ là làm bài chúng ta phải trình bày chi tiết đầy đủ. Đây, cái hệ dạng đây. Hệ dạng bài này là tam giác này, tam giác đều này các bạn. Cạnh này 3 này không phải tam giác vuông. Như vậy là khi tính toán nó sẽ phức tạp hơn nha. Cái bài trước thì nó khỏe, đúng không bạn? Bài trước của mình là tam giác vuông nhiều đây, đúng không? Cạnh là 10-10 nè. Tam giác vuông thì khi tính toán góc 45 nó dễ so với những góc khác 45 nha, chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Rồi, như vậy là khi làm bài thầy nhắc lại một lần nữa, đã giải phóng liên kết thì phải bỏ cái ngàm, bỏ cái liên kết ra, thay thế bằng phản lực vô, chứ không có vẽ cái liên kết này vô nữa, hiểu không? Đó, bỏ nó ra. Như vậy ngay tại A là gối, vẫn là gối cố định, chúng ta sẽ thay thế cho thầy hai phản lực liên kết, đó là ý đi. Nói trong bài trước khá gì hết. Vậy chưa? Cứ đặt mình giả sử đúng chiều mũi tên này cho thầy. Rồi, ngay tại E đây là gối di động. Thì đây sẽ là một phản lực theo phương y. Thầy đặt đây là Y E. Hết. Bây giờ chúng ta đi tiến hành bước tiếp theo là viết phương trình cân bằng. Vậy thôi, đúng không? Rồi, giờ lên đây. Bước thứ ba, phải viết được phương trình cân bằng nha, mới đi tìm ra được phản lực liên kết rồi mới giải được. Bước 3, lấy cái nắp máy tính ra, giữ điểm A lại cho thầy. Bây giờ cho lực IE tác dụng lên. IE tác dụng từ dưới này lên làm cho cái nắp máy tính của các bạn quay như thế này, là ngược chiều kim đồng hồ, là dấu dấu trừ, nhớ dấu trừ nha, chứ không thôi nhầm nữa. IE. Cánh tay đòn từ E vào A. Đếm thôi, 3 là 9 mét, thầy nhận 9. Tương tự, bây giờ tới lực tóm kN ngay chỗ này, nó tác dụng từ trên xuống. Đúng không? Nó tác dụng từ trên này xuống cái nắp máy tính của các bạn, thì sẽ làm cho cái nắp của các bạn quay cùng chiều, vậy là dấu dương. Như vậy sẽ là dương 8, nhân với cánh tay đòn. Từ F tới A là cánh tay đòn, đúng không? Từ F này, lực tác dụng ngay tại F này, điểm xếp moment ngay tại A này, từ F tới A là 6 mét, thầy nhận 6. Đủ. Tương tự, bây giờ qua ngay tại điểm G, đây, lực tác dụng ngay tại nút G này, từ trên xuống, đúng không? Tác dụng này, từ trên xuống thì nó kéo cho cái dàn của mình quay cùng chiều, vậy là dấu dương luôn. Như vậy nó sẽ là dương 6. Cánh tay đòn, từ nút G cho đến nút A là 3 mét, thì nhân 3. Hết, đúng không? Xét moment ngay tại A thì XY không gây ra moment. Rồi, tới đây chúng ta sẽ nhanh chóng đi tìm ra được IE. Bài này đơn vị lực của mình là kN. Rồi. Các bạn bấm máy.
Rồi, các bạn bấm ra thử coi. 8 nhân 6 là 48 rồi. Cộng với 6, 3, 18. Chia cho 9. Như vậy là bằng 7,333. Làm tròn hai số đi, nó bớt giảm thiểu sai số nha. 7,33. Rồi, tổng FI dễ rồi. Mũi tên hướng lên dấu dương, IA hướng lên dấu dương, 6 hướng xuống dấu trừ. IE hướng lên dấu dương, ghi đây IE trước, trừ 6 với trừ 8. Rồi, tới đây chúng ta sẽ đi tìm ra được IA. Như vậy IA là 14 trừ đi cho 7,33. 14 trừ 7,33 thì nó bằng 6,67 kN. 6,67 kN. Rồi, tổng lực theo phương x, xA nằm ngang, vậy là bài này cũng chỉ có mỗi một lực xA thôi. Được chưa? Rồi, vậy thôi. Vậy là xong cái bước này, bây giờ mới quay ngược lại. Bám theo đề, quay ngược lại bám theo đề, coi thử coi đề nó hỏi cái gì thì các bạn sẽ quyết định chúng ta sẽ chọn theo phương án mặt cắt hay là tắt nút để giải. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta coi. Đi tìm ấn lực thanh BC, CG và GM. Như vậy nó tập trung ba thanh này thì các bạn thấy không? Nên dùng phương pháp gì mình sẽ nhanh hơn? Bài này dùng phương pháp mặt cắt nhanh hơn. Nha, tách nút lâu lắm. Được không? Mặt cắt thì chúng ta cắt như thế nào các bạn biết không? Thầy sẽ cắt chéo qua đây luôn. Đó, xét bên trái hay bên phải gì cũng đều được. Điều qua thanh ba thanh này luôn. Mình cắt như thế này vừa qua được ba thanh đề yêu cầu luôn. Quá tuyệt vời. Đúng không? BC có này, CG có và GF có luôn. Có phải không? À, các bạn hiểu chưa? Như vậy là khi làm bài thì chúng ta sẽ trình bày phương pháp mặt cắt, chúng ta cắt trực tiếp lên bài. Vẽ đường gần sóng nha các bạn. Mình nên vẽ đường gần sóng cho cái mặt cắt. Đây. Vẽ lên cái bước 2 á, cái bước mà các bạn giải phóng liên kết đó nha các bạn. Lưu ý giùm cho thầy. Như bạn về khi đi thi em có được dùng màu khác không? Được, màu khác mà đừng có dùng màu đỏ nha. Màu khác các bạn đã đi học các bạn biết rồi, là đi thi chúng ta đâu được dùng khác màu mực. Mà nhiều bạn cứ hỏi thầy là đi thi em có được dùng màu khác em vẽ không? Nếu như các bạn nào mà dùng bút chì thì đồ lại dùng cho thầy bằng bút bi của các bạn đang viết bài lập nha. Chúng ta chỉ dùng một màu mực thôi. Còn bạn nào kêu là em muốn dùng màu đỏ được không? Được nha, màu đỏ lúc đó là chúng ta là thi đỏ môn rồi đó. Rồi, như vậy là thầy sẽ xét bên phía bên này nó gọn hơn so với phía bên này, các bạn hiểu chưa? Mà giờ chúng ta làm chúng ta hiểu rồi. Vậy là thầy sẽ xét mặt cắt màu 1 bên tay bên trái. Lấy mặt cắt màu 1 ra. Tạm thời thầy bỏ này đi, thầy cắt cái mặt cắt màu 1 ra. Thầy cắt như thế này. Ok, bây giờ nó bắt đầu. Đây, mặt cắt màu 1 của mình này. Vẽ đường gần sóng vào.
Đó. Bây giờ thầy thể hiện với các một một. Phân tích cắt qua thanh nào thì phải phân tích, phải có ứng lực của thanh đó nha. Ứng lực thì cho một sau này đi để cho các bạn hiểu, để tí nó lấy moment. Như vậy là bây giờ thầy sẽ lấy ứng lực nè, lực dọc theo thanh nằm ngang này nè và có chiều hướng ra nè. Yeah. Rồi tương tự như vậy, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt đây. Tương tự như vậy, lực dọc theo thanh và có chiều hướng ra khỏi mặt cắt đây. Bạn thấy không? Phân tích nó không có gì khó hết đó. Rồi như vậy là chúng ta sẽ ghi vào, ghi ứng lực vào. Những cái thanh này là thanh gì? Vậy là thanh nằm ngang này là thanh FG, chúng ta ký hiệu vào là NFG. Đó, bình động luôn cho các bạn dễ nhìn. Rồi, thanh này là thanh NGC. GCCG gì cũng được nha. Rồi, thanh nằm ngang phía trên là NBC. Xong. Vẽ hệ trục tọa độ vô. Đó. Bắt đầu, bây giờ mình sẽ lấy tổng moment tại vì đề yêu cầu tính ba ứng lực của ba thanh màu xanh này. Bây giờ một là các bạn sẽ coi nè, NBC và NGC như vậy có chung liền điểm C. Như vậy các bạn sẽ lấy tổng moment đối với điểm C ngay đây, ok. Đúng không? Tổng moment đối với điểm C ngay đây được. Được không ạ? Đây nè, mình chỉ lấy tổng moment đối với điểm C tới đây thôi. Hiểu này chưa? Rồi. Hoặc là NGC với NFG có chung là điểm G, kéo giao nhau, nó cắt nhau tại G này. Như vậy là các bạn sẽ lấy tổng moment đối với điểm G được luôn. Tùy các bạn lấy tổng moment đối với điểm G hoặc là điểm B gì cũng được. Như vậy nếu như lấy tổng moment đối điểm G thì lực 6 kN và hai cái mũi tên màu xanh này không gây ra moment, tại vì nó cắt nhau tại điểm G, không có cánh tay đòn đúng không? Ba thằng này là không sinh ra moment này. Thì nó chỉ còn lại lực XA, IA và NBC thôi. Mà XA của mình là bằng mấy? Bằng không à? Bằng không thì mình bỏ luôn, bỏ luôn cho thầy nha các bạn. Bằng không thì mình không cần phải ghi cái mũi tên đi ra này vô đây đâu, được chưa, khỏi rối đúng không, tại vì mình tính ra là XA bằng không mà, bỏ luôn, ok, được chưa. Vậy là nó chỉ còn IA với lại NBC là đủ vậy thôi, được không ạ? Ok nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu phương trình cân bằng. Như vậy là bài này thầy sẽ lấy tổng moment đối với điểm G. Giữ điểm G lại, giữ ngay đây nè. Các bạn nhìn qua hình góc này nè, giữ ngay đây lại cho từng lực tác dụng lên. Giữ ngay đây lại thì chúng ta sẽ cho IA tác dụng từ dưới lên. Thì các bạn thấy IA tác dụng từ dưới lên thì nó đẩy sao các bạn? Đây sao? IA này, nó tác dụng từ dưới này lên này. Bạn giữ điểm G lại nha. Giờ tác dụng từ dưới lên, lấy cái nắp máy tính ra, từ dưới lên thì nó làm cho cái nắp của mình quay cùng chiều, vậy là dương. Vậy là dương IA. Cánh tay đòn. Lực tác dụng ngay tại A, điểm số moment ngay tại G, như vậy là nhìn hình ta thấy là 3, thầy nhận 3, xong. Bây giờ tới còn NBC nữa là đủ, đúng không? NBC nó đang tác dụng theo phương ngang này này. Đây. Tác dụng theo phương ngang này, giữ điểm G lại. Thì NBC nó tác dụng theo phương ngang từ trái sang phải, thì cái này nó sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ, vậy là dấu dương luôn. Như vậy là NBC dương. Cánh tay đòn. Lực tác dụng ngay tại điểm B, điểm xé moment ngay tại G, đúng không? Đây nè. Như vậy là BG chưa vuông góc, thì bây giờ mình có hai bước. Bước số 1 kéo dài đường lực tác dụng ra, các bạn đã biết rồi. Chưa vuông là chúng ta có hai bước. Bước 1 kéo dài đường lực tác dụng này ra.
Bước 2 là từ điểm lấy moment, mình đang chọn là điểm G đúng không? Hạ cho thầy đường vuông góc xuống, thì cái đường mà hạ vuông góc với đường mà mới vừa kéo dài, thì đây bước 2 mới chính là cánh tay đòn, các bạn nhớ chưa? Cái bước 2 mới là cánh tay đòn ha. Thầy nhắc lại, bước 2 từ điểm lấy moment này, là từ điểm G này, hạ cho thầy đường vuông góc xuống với cái đường mà mới vừa kéo dài, cái đường lực tác dụng á, thì cái đường ở bước 2 màu đỏ này mới là cánh tay đòn, chứ không phải đường màu xanh này là cánh tay đòn, nhớ chưa? Rồi, như vậy đoạn màu đỏ này chúng ta tính được không? Được. Tam giác này tam giác đều, bạn nào mà nhớ được tính chất tam giác đều thì chúng ta suy ra luôn, đây là đường cao. Mà đường cao thì nó bằng cái gì thì các bạn biết rồi, trong tính chất của tam giác đều. Còn không thì mình dùng Pythagore. Bạn nào không nhớ thì chúng ta dùng Pythagore cũng được. Còn không nữa thì chúng ta còn một phương án nữa. Là gì? Tam giác đều thì ba góc này đều là 60 thì góc này 60 độ thì cạnh này chúng ta tính được không? Được, xin lấy đối chi huyền. Đúng không? Cạnh màu đỏ này nè. Được chưa? Tùy các bạn. Như vậy lúc này đối với cánh tay đòn thì chúng ta tính nhóp ra ngoài này cho thầy. Được chưa? Thầy sẽ dùng xin lấy đối chi huyền nha. Đó là theo cách phổ thông nhất cho các bạn. Xin của góc này, xin của góc này nè, góc này sẽ là 60 độ vì tam giác này tam giác đều. Mỗi một góc sẽ là 60 độ, xin 60 thì sẽ bằng xin lấy đối, đối là cạnh màu đỏ này nè, đúng không? Là cánh tay đòn thì đặt là chữ D đi. Chia cạnh huyền có phải là BG không? BG mình là mấy mét? Là 3 mét. Như vậy từ đây mình suy ra được chưa? Rồi, như vậy là thầy sẽ suy ra được cánh tay đòn của này. Đó chính là 3 nhân sin 60. Được chưa? Đó, bạn nào mà nhớ được tính chất của đường cao trong tam giác đều thì nhanh hơn, không cần phải tính cái này. Là gì các bạn? Là bằng cạnh nhân với căn 3 chia 2. Vậy thôi. Nha, là bằng cạnh góc vuông nhân với căn 3 chia 2, là bằng cạnh của tam giác nhân với căn 3 chia 2, được chưa? Rồi. Như vậy là thầy đã viết xong phương trình cân bằng moment, tới đây mình sẽ đi tìm ra được nợ NBC rồi, đúng không bạn? Ra tới đây chúng ta ra được NBC. NBC sẽ bằng 33 rút gọn đi. Như vậy nó sẽ là bằng IA trừ IA chia sin 60. Được chưa? Trừ IA. IA bên này mình tính ra bao nhiêu? 6,67. 6,67 chia cho sin 60 là bằng 7,701, thì là 7,7 đi. Trừ. Được không? Trừ nha, ra đây là dấu trừ. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là thanh BC chịu nén. Ok, vậy là xong được một ý tưởng rồi, một thanh rồi. Bây giờ tiếp tục. Các thanh còn lại bây giờ mình lùm răng. Giờ mình đi tiến hành lùm tiếp thôi. Giờ lên đây đi. Rồi, bây giờ thầy sẽ viết tổng lực theo phương y và phương x. Đừng viết moment nữa. Moment lúc nào nó cũng khó, né moment bớt đi ha. Giảm thiểu viết tiếp phương trình moment nữa vẫn được nha các bạn. Chứ không phải là phải nhất thiết là phải viết tổng lực theo phương y phương x đâu. Nhưng mà moment đừng có viết nhiều, viết một phương trình thôi. Các bạn thấy moment xác định dấu và cánh tay đòn nó phức tạp rồi đúng không? Cho nên là hạn chế đi. Tổng lực theo phương y, IA hướng lên dấu dương. 6 hướng xuống âm. Âm 6. Rồi còn lực nào theo phương đứng nữa? Hai cái lực này là phải có nè. Đúng không? Hai lực này phải có. Như vậy lần này nó đang nằm như rứa, bây giờ thầy chiếu theo phương đứng. Bẻ nó qua. Mũi tên nó thẳng đứng và hướng hướng lên, có phải mũi tên màu đỏ này không? Đúng vậy. Đúng không? Nó đang nằm đây, các bạn chiếu nó theo phương đứng nè, mũi tên nó thẳng đứng hướng lên, như vậy nó kề với góc hợp bởi cái này là bao nhiêu độ? Đây. Bạn bỏ vào đây các bạn nhìn thấy nè. Nó đang nằm đây đúng không? Dọc theo thanh này chiếu nó qua theo phương đứng, như vậy là góc này là 60 độ. Mà các bạn biết tam giác đều rồi thì góc này mỗi góc sẽ là bao nhiêu độ? Chiếu qua thì nó sẽ hợp bởi góc màu xanh, mũi tên màu xanh và màu đỏ này còn lại 30 độ thôi đúng không? Đúng không? Nó giống như đường phương giác rồi. Như vậy là sẽ là cộng NGC nhân cos 30. Cộng mũi tên hướng lên mà, NGC
nhân với cos 30. Nha, nhiều bạn hỏi tại sao biết góc này 30 nha, tại vì tam giác đều chiếu lên nó bằng một nửa đây nè, chiếu lên nè. Rồi. Còn nào nữa không? Còn nào theo phương đứng không? Một lực, hai lực, lực này xuyên theo phương đứng, còn NBC với NGFG là vuông góc với trục y là bằng không. Hết, vậy là đủ rồi. Như vậy trên này chúng ta sẽ tính ra được NGC. Đúng chưa? NGC sẽ bằng 6 trừ IA. IA của mình là 6,67. 6 trừ 6,67. Chia cho cos 30 độ. Thì bằng trừ 0,77. Vậy là thanh này chịu nén luôn, thanh GC chịu nén luôn các bạn. Rồi tiếp thầy sẽ viết tổng lực theo phương phương x. NGF nằm ngang hướng sang phải dương. NBC nằm ngang hướng sang phải dương. Rồi. Còn hai mũi tên màu đỏ này vuông góc bằng không, bây giờ chỉ còn này nữa thôi, thằng này là phải có, đúng không? Chiếu nó xuống. Nó đang nằm đây nè. Bẻ nó xuống. Vậy là nó cùng chiều với trục x là dấu dương và kề với góc này là 60 độ đúng không? Góc này là 60 độ, góc hợp với mũi tên màu xanh N GC ban đầu với mũi tên màu đỏ, góc này là góc 60. Như vậy là chúng ta sẽ có cộng NGC nhân với cos 60 độ. Chiếu xuống kề góc nào nhưng cos cũng đó bằng 0. Hết. Tới đây các bạn sẽ suy ra được NGC có rồi, BC có rồi, vậy là tìm NGF. Như vậy NGF của mình là bằng cái gì? NGF của mình là sẽ bằng trừ NBC. À, vậy là trừ với trừ là thành dương 7,7. Trừ cho NGC, NGC của mình trừ luôn. Vậy là cộng 0,77 nhân cos 60. Vậy là bằng 8,085 kN. Như vậy là thằng này là dương nè, dương thì mình sẽ kết luận là thanh này thanh chịu kéo. Vậy là thì giờ lên xíu nữa. Thanh GF chịu kéo. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu của đề bài. Rồi bây giờ thầy làm tiếp một ví dụ nữa nhé. Ví dụ này. Cho hệ dạng liên kết chịu lực và kích thước nhân vẽ, xác định ứng lực trong các thanh BC. BC đây. CF. CF đây và EF đây. À, gối cố định là G và gối cố định là A, được chưa? Gối cố định là A. Như vậy ở đây các bạn, bài này các bạn lưu ý nè, thầy dùng phương pháp mà cắt luôn, thầy không đi tiến hành giải phóng liên kết, không cần hóa rắn luôn. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhớ dùm cho thầy nè, bài trước tại sao lại thầy luôn luôn làm điều đó được, phải bắt buộc phải đi làm giải phóng liên kết. Tại sao? Các bạn biết không? Bài này á, tại vì các bạn đề nó yêu cầu đi tính thanh BC, FC với là BC ngay đây, với EF ngay đây. Thì thầy sử dụng phương pháp mà cắt, thầy cắt ra luôn là giải được. Thì khi mà thầy cắt á, thầy cắt như thế này. À, thầy cắt như thế này, thầy giữ phía bên tay phải, chứ thầy không giữ bên tay trái. Giữ bên phía tay phải, chúng ta giải ra được ngay luôn. Đúng không? Nó đâu bị vướng bởi ấn nào đâu. Còn nếu như các bạn nào mà dùng phương pháp mặt cắt như thầy và giữ bên phía tay trái thì bắt buộc bước số 1 các bạn phải đi tiến hành hóa rắn, đi tính ra phản lực ngay tại G bằng mấy, ngay tại A bằng mấy thì rồi mới làm được.
Các bạn hiểu ý không? Còn không muốn giải phóng liên kết thì phải giữ, bắt buộc giữ phím bên tay phải, không còn phương án nào khác. Hiểu ý chưa các bạn? Cho nên là bài này dạy gì mình làm nhanh luôn, đúng không các bạn? Dạy gì mình phải đi giải phóng liên kết ra rồi mình đi tính phản lực nó lâu, xem mà cắt luôn, được không? Và giữ bên phải, được chưa? Còn ai mà muốn giữ bên trái thì bắt buộc phải đi giải phóng hóa rắn, giải phóng ra, biểu ba phương trình cân bằng, tìm phản lực tại G bằng mấy, tại A bằng mấy, rồi bắt đầu phân tích nội lực của mặt cắt. Đó, tùy các bạn à, các bạn muốn làm nhanh hay chậm là do mình tự quyết định, chứ không ai quyết định cho các bạn cái điều này nha. Này nó lại một lần nữa, tự mình quyết định. Rồi bây giờ các bạn vẽ nhanh cái đề vô, thầy sẽ hướng dẫn dạy. Ok, bây giờ bắt đầu. Thầy sẽ đi tiến hành là xé mặt cắt 1-1 bên tay trái, à bên tay phải, đây, mặt cắt của thầy đây. Vẽ đường gần 6 mặt cắt vô ha. Đúng không? Giữ bên tay trái là chúng ta đâu bị vướng bề ẩn nào đâu, cho nên là bài này không cần hóa rắn, không cần giải phóng liên kết, đó là lý do nha. Thầy đã giải thích rồi tại sao bài trước lại phải bắt buộc hoặc là phải đi giải phóng liên kết, còn bài này thì không nha. Ok nha. Nhưng mà khi làm bài là phải vẽ mặt cắt vô nha các bạn. Nhiều bạn không bao giờ vẽ mặt cắt, lấy gì mà người ta cho điểm các bạn, là coi như bài này không có điểm đâu. Mình phải tập trình bày cho chi tiết. Rồi, như vậy bài này bước 1 xé mặt cắt 1-1 bên trái luôn. À bên phải. Phải giữ bên phải mà. Phải có hệ trục tọa độ gắn vô. Rồi, đi về phân tích nội lực của ba thanh ứng lực, lực dọc theo thanh. Thì các bạn biết rồi. Cắt qua thanh nào thì thanh đó sẽ sinh ra ứng lực. Được chưa? Thanh này. Rồi, cắt qua thanh xiên này. Rồi, cắt qua thanh nằm ngang này. Đủ. Và thấy không? Phân tích cứ cắt qua thanh nào thì thanh đó phải có ứng lực. Nhớ dùm thầy quy tắc đó nha.
Rồi, giờ chúng ta lấy cái hình này qua đây chúng ta dễ nhìn. Vậy cái thầy cắt qua thanh này là thanh này là thanh BC. Tại C trước thì ghi NCB đi. Rồi, thanh kia là thanh CF. Thanh nằm ngang phía trên là thanh EF. Ok, đủ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy phương trình cân bằng, lấy tổng moment. Thầy sẽ lấy tổng moment đối với điểm C. Đúng không? Đây nè, nó cùng điểm C nè, NCF và NCB nè. Và lấy tổng moment đối điểm C thì mất luôn cái lực 600 N, 600 lb này luôn. Vậy nó chỉ còn cái lực nằm ngang này với cái lực 800 lb này thôi, đúng không? Còn nếu như bạn nào lấy tổng moment đối với điểm F cũng được. Tổng moment đối với điểm F á, thì hai cái lực này nó mất. Đúng chưa? Thì nó sẽ còn lực này và lực này cũng được, tùy các bạn, nhưng mà thầy sẽ lấy đối với điểm C. Nha. Rồi, lấy cái đắp máy tính ra. Phần cái dạng hệ dạng này là chúng ta phải lấy cái đắp máy tính ra chúng ta giữ. Chứ nó không có đường thẳng đâu. Giữ giống như thế này cho thầy, cho lực tác dụng lên. Nha. Phải lấy tổng moment đối điểm C. Cho lực tác dụng lên. Đây. Cho lực tác dụng lên. Lực 800 lb tác dụng từ trên xuống coi ra sao. Đây, nó tác dụng từ trên xuống này. Thì nó làm cho cái hệ dạng của mình nó quay cùng chiều, vậy là dấu dương. Đúng không? Vậy là dương 800. Cảm thấy đòn. Lực tác dụng ngay tại D, điểm xét moment ngay tại C. À, cái này sửa vô điểm C nha, thầy chưa ghi. Rồi, như vậy là từ đây đến đây là 4FT thì nhân 4, khoảng cách nó là 4. Tương tự, bây giờ còn NF, NEF, rồi, nó đang tác dụng theo phương ngang từ phải sang trái. Thì đẩy cho này quay cùng ngược chiều, vậy là dấu trừ. Nhớ nha, ngược chiều dấu trừ, đối với môn cơ xây dựng. Còn cơ học kỹ thuật với cơ lý thuyết thì các bạn viết phương trình này ngược dấu lại cho thầy, theo đúng quy ước. Rồi, như vậy ở đây là chúng ta sẽ là trừ NEF. Cái này đoạn nữa, lực tác dụng ngay tại E, điểm xét moment ngay tại C. Như vậy EC vuông góc với lại NEF rồi. EC chính là cái này đoạn, là 4FT. Như vậy đây thì nhân 4. Đúng không? Vậy là 6. Như vậy là tới đây mình sẽ suy ra được NEF, NEF. Như vậy NEF sẽ là bằng dương 800 lb. Dương 800 lb. Vậy là mình sẽ kết luận là thanh EF là chịu kéo. Đúng không? Dương, dương là kéo. Rồi, tiếp tục viết tiếp phương trình hai phương trình dưới thầy hay viết phương trình lực chứ không có dạy gì viết moment. Moment phải xác định chiều quay rồi còn xác định là dấu nữa. Coi thử coi nên viết tổng lực theo phương y hay phương ý trước nha. Nếu như viết tổng lực theo phương y thì 600 với 800 hướng xuống là dấu âm hết. Thằng này vuông góc, thằng này vuông góc. Rồi vậy là chúng ta sẽ đi tính ra được NCF về tổng lực theo phương y trước ha. Ok, ổn hơn. Trừ 800 với trừ 600. 600 hướng xuống. Hướng xuống là dấu trừ. Rồi. Còn này nữa thôi, còn hai kia là vuông góc với trục y rồi, bây giờ chiếu nó theo phương y. Đây, nó sẽ là mũi tên màu xanh và hướng lên mũi tên màu đỏ và hướng lên trên là dấu dương. Và kề với góc hợp với mũi tên màu xanh với màu đỏ này là góc này bao nhiêu độ các bạn? Tam giác này tam giác vuông cân thì góc này đều là 45 hết đúng không? Như vậy nó sẽ là dương NCF. Nhân với cos 45 độ. Tới đây mình sẽ suy ra được NCF. Vậy là 1400 chia cho cos 45. Một nghìn chín trăm bảy mươi chín phẩy tám chín tám. Vậy là thầy làm tròn hai chữ số, một chữ hai chữ số là 1979,9. Còn ai muốn làm tròn hơn này là 1978, được chưa? Rồi như vậy thanh CF chịu kéo luôn. Dương. Rồi, phương trình cuối. Tổng lực theo phương
Thiệt. NCB nằm ngang. Hướng sang trái dấu trừ. NEF nằm ngang hướng sang trái dấu trừ. Rồi NCF thì đây, nó đang nằm như thế này. Chiếu xuống phương ngang, nằm ngang hướng sang trái luôn là dấu trừ. Và góc hợp bởi mũi tên là màu xanh và màu đỏ này là 45 thì nhân thêm có 45 vô. Rồi tới đây chúng ta sẽ đi tính ra được thanh nào? Thanh CF rồi, thanh EF rồi, như vậy là mình sẽ tính ra được thanh CB. Rồi, như vậy là NCB NF 800 1719 79 79 nhân cô 45 vậy là âm 2200. Vậy là thanh CB chịu kéo à, chịu nén. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong, còn rất nhiều bài tập nữa nha. Như vậy những bài tập này thì các bạn sẽ tham khảo thêm.